Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách hỗ trợ ngành giáo dục. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông đầu tư nâng cấp hạ tầng, mở rộng băng thông Internet, đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục. Các doanh nghiệp viễn thông xem xét giảm giá cước truy cập Internet cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là cước Internet 3G, 4G, giảm giá dịch vụ thuê máy chủ, dịch vụ Internet phục vụ đào tạo từ xa cho các cơ sở giáo dục đại học. Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét chỉ đạo các tập đoàn doanh nghiệp công nghệ thông tin nghiên cứu, phát triển các giải pháp nền tảng dạy và học trực tuyến, xây dựng học liệu số, ban hành văn bản hướng dẫn về sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy học trực tuyến. Văn phòng Thủ tướng cũng có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình sóng và máy tính cho em, hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến, thúc đẩy phát triển xã hội số.